Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật với 8 mũi móc đơn. Tiếp theo, tại chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn chung một chân. Khi móc thì các bạn sẽ kẹp cho mình sợi dây này theo cùng. Chân bên cạnh, các bạn cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn chung một chân. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho mình đến hết vòng. Sang hàng thứ ba, thì chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn. Chân kế tiếp các bạn cũng móc cho mình là một mũi móc đơn. Ở hàng thứ ba này thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn đã móc xong đến hết hàng thứ 20 thì sang hàng thứ 21 các bạn sẽ móc cho mình như sau. Đầu tiên lên cho mình 7 mũi móc bính. Sau đó cách cho mình 7 chân móc. Móc cho mình vào chân móc thứ 8, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo, 8 chân móc còn lại thì mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi đã móc xong đến hết hàng thứ 21 thì sang hàng thứ 22. Các bạn sẽ móc cho mình toàn bộ chân móc này đều là mũi móc đơn. Ở đây khi móc đến hết hàng thứ 25 thì các bạn sẽ dừng lại cho mình.
Thì tùy vào độ dài của thỏi son mà các bạn đang dùng thì các bạn có thể cho đoạn này dài ngắn tùy theo thỏi son của các bạn. Đến hết hàng thứ 25 thì các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi móc trượt. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 200 mũi móc bính. Thì tùy theo độ dài dây mà các bạn muốn thì các bạn có thể cho tăng dây. Đầu tiên thì các bạn cũng móc cho mình một vòng tròn ma thuật với 6 mũi móc đơn. Tiếp đó, tại chân móc đầu tiên này thì các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn chung một chân. Cạnh các bạn cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn chung một chân. Các bạn cứ lặp lại cho mình như vậy đến hết hàng. Sang hàng thứ 3 thì tại chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân tiếp theo thì các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn chung một chân. Chân bên cạnh các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn. Kế tiếp đó là 2 mũi móc đơn chung một chân. Các bạn cứ lặp lại cụm như vậy cho mình đến hết hàng. Sang hàng thứ 4 thì tại chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi móc đơn. Chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn chung một chân. Tiếp đó hai chân móc bên cạnh thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn. Chân kế tiếp là 2 mũi móc đơn chung một chân. Tiếp tục, 2 chân móc bên cạnh mỗi chân, các bạn lại móc cho mình là một mũi móc đơn. Chân kế tiếp là 2 mũi móc đơn chung một chân. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho mình đến hết hàng. Ở hàng thứ 4 này thì ở mũi móc cuối cùng của chúng ta sẽ thừa ra một mũi móc thì các bạn sẽ móc cho mình vào đây là một mũi móc đơn, kết thúc hàng thứ 4. Sang hàng thứ 5. Tại ba chân móc đầu tiên thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn. Chân bên này các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn chung một chân.
Tiếp đó thì 3 chân móc bên cạnh mỗi chân. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân kế tiếp là 2 mũi móc đơn chung một chân. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho mình đến hết hàng. Tiếp theo sang hàng thứ 6. Ở hàng thứ 6 này thì mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn đã móc xong đến hết hàng thứ 8, thì sang hàng thứ 9, các bạn sẽ móc cho mình như sau. 6 chân móc đầu tiên, thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn. Ba chân móc tiếp theo thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn chung một chân. Chân bên cạnh các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp đó sẽ là 2 mũi móc đơn chung một chân. Hai chân móc tiếp theo thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn. Chân bên cạnh này thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi móc đơn chung một chân. Các bạn sẽ lặp lại cụm cho mình 1x, 1v, 1x. Lặp lại cho mình như vậy 3 lần nữa, tổng cộng sẽ có 4 lần. Tiếp đó thì các bạn sẽ móc cho mình 3 chân móc tiếp theo, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn chung một chân. Chúng ta sẽ lặp lại vế như ở chỗ hàng đầu tiên này. Sáu chân móc tiếp theo, các bạn móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Lên hàng thứ 10, thì các bạn sẽ móc cho mình toàn bộ mỗi chân đều là một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong đến hết hàng thứ 11 thì sang hàng thứ 12, các bạn sẽ móc cho mình như sau. 3 chân móc đầu tiên thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn. Tiếp đó
Ở chân móc này chúng ta sẽ giảm mũi. Thì đầu tiên các bạn sẽ đâm chân móc tại chân móc thứ nhất, sau đó móc sang chân thứ hai và kéo sợi. Sau đó móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Thì ở đây chúng ta đã giảm hai chân móc thành là một. Tiếp theo, ba chân móc bên cạnh, các bạn móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Hai chân móc này chúng ta lại bắt đầu giảm mũi. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng. Tiếp theo, sang hàng thứ 13. Thì tại chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn. Hai chân móc bên cạnh thì các bạn sẽ giảm mũi cho mình. Tiếp đó, hai chân móc tiếp theo, các bạn móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau đó, tiếp tục giảm mũi. Tiếp đó thì hai chân móc tiếp theo, mỗi chân các bạn móc cho mình là một mũi móc đơn. Sau đó lại giảm mũi. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng. Khi móc đến cuối hàng thì chúng ta sẽ còn một chân móc, thì các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ 13. Sang hàng thứ 14, thì tại chân móc đầu tiên, các bạn móc cho mình vào đây một mũi móc đơn. Sau đó, hai chân móc bên cạnh thì chúng ta bắt đầu giảm mũi. Tiếp theo, các bạn sẽ móc vào chân móc này cho mình một mũi móc đơn. Sau đó lại giảm mũi móc. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng. Đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình một vòng tròn ma thuật với 6 mũi móc đơn. Sang hàng thứ hai thì chân đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình vào đây là một mũi móc đơn. Chân bên cạnh các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi móc đơn chung một chân. Các bạn sẽ lặp lại cụm như vậy cho mình hai lần nữa.
sang hàng thứ ba. Ở hàng thứ ba này thì các bạn sẽ móc cho mình toàn bộ đều là mũi móc đơn. Sang hàng thứ tư thì tại chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân bên cạnh các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi móc đơn chung một chân. Tiếp đó hai chân móc tiếp theo, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn. Chân kế tiếp là hai mũi móc đơn chung một chân. Các bạn sẽ lặp lại cụm như vậy cho mình một lần nữa. Ở chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc cho mình vào đây là một mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ tư, lên hàng thứ năm. Thì ở hàng thứ năm này, mỗi một chân móc các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn. Sau khi đã móc xong đến hàng thứ 8 thì sang hàng thứ 9. Hai chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Hai chân tiếp theo thì các bạn sẽ bắt đầu giảm mũi cho mình. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho mình đến hết hàng.